Chỉ trong 8 tháng, lần lượt 5 người trong gia đình ông Nguyễn Văn Hắc, cha của nghi phạm Nguyễn Thị Hồng Bích tử vong một cách bất thường. Chung triệu chứng, tức ngực, khó thở, đau đầu, nôn ói. Đến khi anh NHBT, 18 tuổi, cháu ruột Bích có triệu chứng tương tự được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, các bác sĩ mới làm rõ được nguyên nhân do tác động bởi chất kịch độc cyanua. Từ đây, những bí mật kinh hoàng về tội ác của quá phụ cyanua Nguyễn Thị Hồng Bích cũng dần được đưa ra ánh sáng. Trong đó, tiết lộ những điểm mấu chốt rất có thể là nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng tàn độc này. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây là những thông tin nóng nhất vừa diễn ra. Mời quý vị và các bạn đón xem. Nguyễn Thị Hồng Bích, sự thật về kẻ đầu độc chồng và hai cháu ruột nợ như chúa chổm. Nguyễn Thị Hồng Bích, sinh năm 1986, sống cùng chồng là anh Tê và cha ruột ông Nguyễn Văn Hắc tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai. Gia đình cô kinh doanh quán cơm bên cạnh giáo xứ Bắc Minh. Trước khi xảy ra vụ việc, gia đình ông Hắc được hàng xóm nhận xét là sống hòa thuận. Tuy nhiên, từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, gia đình này đã trải qua liên tiếp những cái chết bất thường. Từ nợ nần chồng chất đến những cái chết thương tâm, chồng của chị Bích, anh Tê qua đời vào tháng 10 năm 2023 sau nhiều lần nhập viện cấp cứu với triệu chứng tức ngực, đau đầu, khó thở. Vài tháng sau, ông Hắc cũng mất với triệu chứng tương tự. Tiếp theo là con của Bích, bé M cũng không qua khỏi với những triệu chứng giống hệt. Sau đó, con trai út của ông Lâm, anh trai của Bích và cháu ruột của ông Lâm cũng tử vong với triệu chứng tương tự. Những cái chết này đã gây ra sự hoang mang trong cộng đồng và sự nghi ngờ về nguyên nhân dẫn đến những cái chết này chỉ được phát hiện sau khi anh NHBT, một nạn nhân khác được đưa vào bệnh viện và xác định bị ngộ độc cyanua. Theo điều tra, gia đình Bích sống hòa thuận trước và trong khi xảy ra vụ việc. Khi từng người nhà ông Hắc qua đời, hàng xóm không nghi ngờ có dấu hiệu án mạng và cho rằng đây là chuyện xui rủi của gia đình. Một số người cho rằng cái chết của các thành viên trong gia đình ông Hắc có thể do gen di truyền, vì cả năm người đều chết với triệu chứng tương tự, nghi do đột quỵ. Mặc dù tiệm bán cơm của Bích mỗi ngày có rất đông khách đến ăn, cô ta vẫn liên tục mượn tiền của người dân địa phương. Bích nợ nhiều người từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Khi Bích bị công an bắt, một số chủ nợ đến quán cơm tìm Bích và cộng lại số tiền cô ta nợ lên đến vài tỷ đồng. Ngoài ra, cô ta đã sử dụng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng sau cái chết của chồng và con để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Điều này cho thấy Bích đã lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất và phải đối mặt với áp lực tài chính cực lớn. Việc Bích nợ nần có phải là nguyên nhân khiến nghi phạm này ra tay tàn độc với người thân để độc chiếm mảnh đất? Cần có việc trả lời chính thức từ cơ quan điều tra công an tỉnh Đồng Nai. Nhưng dù sao, trước những hiện tượng bất thường nêu trên, dư luận không khỏi đặt ra những nghi vấn về động cơ chính của nghi phạm. Hành vi tàn ác và man rợ. Việc đầu độc người thân bằng chất độc cyanua cho thấy Bích đã tính toán kỹ lưỡng và có ý định rõ ràng trong việc giết người. Hành vi này không chỉ là sự tàn ác mà còn là biểu hiện của tâm lý thù hận, tham lam và vô cảm. Bích sẵn sàng hy sinh mạng sống của người thân, kể cả hai đứa trẻ vô tội để đạt được lợi ích cá nhân. Đầu độc trẻ em là hành vi vô nhân đạo và tàn nhẫn. Đầu độc bé Dê 7 tuổi vì mâu thuẫn tiền bạc và ghen ghét em gái, cũng như đầu độc bé Nam 12 tuổi chỉ vì những mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày, cho thấy mức độ tàn ác không tưởng của Bích. Cô ta không hề do dự khi dùng đến chất độc chết người để giải quyết những xung đột nhỏ nhặt, thể hiện sự thiếu đi hoàn toàn cảm xúc và sự đồng cảm. Nguyễn Thị Hồng Bích đã thể hiện một bản chất vô cùng tàn ác, dã man và mất nhân tính qua việc đầu độc người thân, đặc biệt là hai đứa trẻ con của em gái. Tâm lý thù hận, tham lam và vô cảm đã biến cô ta thành một sát thủ lạnh lùng, sẵn sàng dùng đến biện pháp cực đoan nhất để đạt được mục đích của mình. Việc xử lý nghiêm khắc đối với Bích là cần thiết để đảm bảo công lý và ngăn chặn những hành vi tội ác tương tự trong tương lai. Vụ án này không chỉ là một lời cảnh báo về việc những hiểm họa tiềm ẩn trong mâu thuẫn gia đình, mà còn là một minh chứng cho sự tàn bạo của con người khi bị đẩy đến bờ vực thù hận. Hành vi tàn ác của Bích đã phá vỡ mọi giá trị đạo đức và luân lý, và cô ta đã phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng cho những tội ác mà mình đã gây ra. Lộ diện quá phụ cyanua Nguyễn Thị Hồng Bích từ vụ đầu độc cháu trai. Như đã biết,
từ một nguồn tin tố giác tội phạm, Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng vào cuộc điều tra vụ việc MNHBT, 18 tuổi, trú xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, đang cấp cứu tại Bệnh viện Lê Văn Thịnh ở thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tình trạng của em T cực kỳ nguy kịch, hôn mê bất tỉnh, được chẩn đoán nhiễm chất độc cyanua. Những tình tiết ban đầu hé lộ một câu chuyện rùng rợn, đầy mưu mô và tàn ác. Nguyễn Thị Hồng Bích hiện đang sống cùng với vợ chồng anh ruột tại xã Vĩnh Thanh, huyện Nhân Trạch, trở thành tâm điểm của cuộc điều tra. Tháng 6 năm 2024, Bích và chị dâu xảy ra mâu thuẫn về việc sửa nhà và mua bồn rửa bát. Sự tức tối đã khiến Bích nảy sinh ý định tàn ác, dùng cyanua đầu độc cháu ruột NHBT. Đến ngày 22 tháng 6, khi thấy mặt cháu T nổi nhiều mụn, Bích vờ vịt nói sẽ mua thuốc trị khỏi. Cụ ta đã nhẫn tâm mua thuốc dạng con nhộng, nhét cyanua vào bên trong, rồi đưa cho cháu uống. Ngay sau khi uống thuốc, T rơi vào hôn mê, mất tri giác và được người thân khẩn cấp đưa vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu. Cuối tháng 6, kết quả xét nghiệm cho thấy T bị ngộ độc cyanua. Người thân đã lập tức trình báo công an. Điều đáng chú ý là trước khi T bị đầu độc từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 5 năm 2024, 5 người thân khác của Bích đã chết một cách bí ẩn trong vòng chỉ 8 tháng. Những người này gồm cha, chồng, con và 2 người cháu của Bích đều sống cùng nhà, tử vong do các triệu chứng liên quan đến ngưng tim và rối loạn nhịp tim. Những cái chết liên tiếp này đã làm dấy lên nhiều lo ngại và nghi vấn về một âm mưu đầu độc tàn ác. Điểm đáng chú ý đầu tiên là tất cả các nạn nhân đều tử vong do những triệu chứng giống nhau, ngưng tim và rối loạn nhịp tim. Đây là những triệu chứng đặc trưng của ngộ độc cyanua, một loại chất độc gây tử vong nhanh chóng bằng cách ngăn chặn tế bào sử dụng oxy. Sự xuất hiện đồng loạt của các triệu chứng này trong một gia đình là một điều bất thường. Qua lời khai của Nguyễn Thị Hồng Bích tại cơ quan điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai, Bích đã có mâu thuẫn với chị dâu về việc sửa nhà và mua bồn rửa bát. Mặc dù mâu thuẫn rất nhỏ, nhưng từ đó có thể đã gây ra những xung đột lớn, thậm chí là hận thù, thúc đẩy Bích nảy sinh ý định đầu độc những người thân trong gia đình để giải quyết xung đột theo cách tàn ác nhất. Và sự thật đã chứng minh khi Bích đầu độc cháu trai, ngay lập tức cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai đã khoanh vùng động cơ của đối tượng, từ đó nhận định khả năng Bích có liên quan đến 5 cái chết bất thường trong gia đình là hoàn toàn có cơ sở. Vén màn tội ác của quá phụ cyanua Đồng Nai. Mặc dù cyanua có thể xóa dấu vết dễ dàng do khả năng phân hủy nhanh chóng trong cơ thể, song các dấu hiệu của nạn nhân trước khi tử vong do cyanua rất đặc trưng, nên hành vi phạm tội của đối tượng không thể che giấu mãi. Sau khi bị bắt giữ về hành vi đầu độc cháu trai NHBT, lời khai ban đầu cho thấy từ tháng 10 năm 2023 đến tháng 6 năm 2024, Nguyễn Thị Hồng Bích đã đầu độc bằng cyanua chồng và 3 cháu ruột, trong đó khiến chồng và 2 cháu ruột tử vong. Hiện công an đã thu giữ một số vật chứng liên quan. Trong đó, có một chai nhựa màu trắng, bên trong có chứa tinh thể trọng lượng khoảng 0,7kg, giấu trong khuôn viên nghĩa trang gần nhà. Nguyễn Thị Hồng Bích, một người phụ nữ mang trong mình sự lạnh lùng và tàn độc đến khó tin. Hành động đầu độc chồng mình bằng cyanua, chứng kiến tận mắt cảnh anh uống viên thuốc định mệnh mà không mảy may biểu lộ chút cảm xúc nào, đã lột tả rõ nét tính cách tàn nhẫn của Bích. Theo lời khai của Bích, vào tháng 10 năm 2023, cô đã mở hộp tủ trong nhà vệ sinh, lấy bình thuốc cyanua, rồi cẩn thận cho vào viên thuốc con nhộng. Sau đó, cô đã đặt viên thuốc này vào bịch thuốc của chồng. Anh NTTT, một hành động được chuẩn bị kỹ lưỡng và có tính toán. Sự chuẩn bị này cho thấy Bích đã lên kế hoạch tỉ mỉ về việc thực hiện hành vi tàn độc của mình. Điểm đặc biệt tàn nhẫn trong hành vi của Bích là cô đã tận mắt chứng kiến chồng mình uống viên thuốc chứa cyanua, mà không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Sự thờ ơ này không chỉ thể hiện sự lạnh lùng, mà còn cho thấy một tâm lý tàn ác, bất chấp tình cảm vợ chồng đã cùng nhau chung sống nhiều năm và có với nhau một đứa con chung. Nguyên nhân mà Bích đưa ra cho hành vi tàn ác của mình là do chồng vướng vào cờ bạc. Thay vì tìm cách giải quyết vấn đề bằng các biện pháp khác, Bích đã chọn con đường tàn độc nhất, hạ độc chồng. Điều này cho thấy sự ích kỷ và thù hận đã lấn át toàn bộ lý trí và tình cảm của cô. Bích không chỉ muốn loại bỏ chồng ra khỏi cuộc đời mình, mà còn muốn trừng phạt anh một cách khắc nghiệt nhất. Mối quan hệ gia đình giữa Bích và chồng lẽ ra phải là nơi tràn đầy tình yêu thương và sự gắn kết. Tuy nhiên, Bích đã biến mối quan hệ này thành một trò chơi chết chóc, nơi cô ta là kẻ thao túng và quyết định số phận của người khác. Sự lạnh lùng của Bích ngày càng được thể hiện rõ nét khi cô không hề có chút day dứt hay ân hận sau khi chứng kiến cái chết đau đớn của chồng.
Sau khi chồng tử vong, Bích vẫn tiếp tục cuộc sống bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Sự thờ ơ này là bằng chứng rõ ràng về tâm lý bất nhân và thiếu nhân tính của cô. Bích đã biến cái chết của chồng thành một sự kiện vô nghĩa trong cuộc sống của mình, không để lại bất kỳ dấu ấn nào trong tâm trí cô. Nguyễn Thị Hồng Bích không chỉ là một kẻ phạm tội, mà còn là hiện thân của sự tàn độc và lạnh lùng đến đáng sợ. Hành vi đầu độc chồng, chứng kiến cảnh anh tử vong mà không mảy may biểu lộ cảm xúc đã cho thấy rõ sự thờ ơ và tàn nhẫn trong con người cô. Động cơ phạm tội xuất phát từ sự ích kỷ và thù hận cộng với tâm lý bất nhân đã biến Bích thành một kẻ giết người không chút ăn năn. Những hành động này không chỉ gây ra nỗi đau lớn cho gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh về sự tàn ác tiềm ẩn trong con người khi sự thù hận ích kỷ lấn át toàn bộ lý trí và tình cảm. Nguyễn Thị Hồng Bích và kịch bản đối phó với cơ quan điều tra. Nguyễn Thị Hồng Bích, người phụ nữ đã nhẫn tâm đầu độc chồng và con, không chỉ thể hiện sự tàn độc mà còn rất xảo quyệt khi chuẩn bị kịch bản đối phó với cơ quan điều tra nhằm thoát tội. Hành vi của Bích không chỉ gây ra sự bàng hoàng trong cộng đồng, mà còn đặt ra nhiều câu hỏi về tâm lý và động cơ thực sự của cô ta. Ngay sau khi hành vi đầu độc bị phát hiện, Bích đã chuẩn bị một kịch bản tinh vi để đối phó với cơ quan điều tra. Theo Thượng tá Võ Nhật Hồng Phúc, trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Đồng Nai, Bích đã tạo ra một loạt tình huống giả nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Việc lên kế hoạch tỉ mỉ này cho thấy Bích không chỉ là một kẻ giết người tàn bạo, mà còn có sự tính toán kỹ lưỡng để thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Bích đã cố gắng xây dựng một hình ảnh vô tội, sử dụng các chi tiết giả mạo và lời khai không chính xác để lừa dối các điều tra viên. Cô biết rằng, việc đầu độc bằng cyanua có thể gây ra cái chết nhanh chóng và khó bị phát hiện nếu không có các biện pháp xét nghiệm đặc biệt. Tuy nhiên, sự chủ quan của Bích nằm ở chỗ cô ta không tính đến việc các triệu chứng trước khi tử vong của các nạn nhân sẽ giống nhau, dễ dẫn đến sự nghi ngờ từ phía gia đình và các cơ quan chức năng. Mặc dù Bích đã chuẩn bị kịch bản đối phó rất tinh vi, nhưng với rất nhiều tài liệu chứng cứ và sự quyết tâm của lực lượng tham gia phá án, kế hoạch của Bích đã không thể qua mặt được cơ quan điều tra. Các biện pháp khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lời khai của nhân chứng đã giúp cảnh sát lần ra sự thật. Trước những bằng chứng không thể chối cãi, Bích đã phải cúi đầu nhận tội và xin khai nhận để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Quá trình điều tra cũng đã xác định rõ động cơ phạm tội của Bích. Bích có nợ nần tiền bạc bên ngoài và sau cái chết của chồng và con, cô đã được hưởng số tiền bảo hiểm khoảng 800 triệu đồng. Số tiền này đã được Bích dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đây là một trong những yếu tố thúc đẩy Bích thực hiện hành vi tàn ác của mình, chứng tỏ sự ích kỷ và tàn nhẫn đến tận cùng. Nguyễn Thị Hồng Bích không chỉ là một kẻ phạm tội mà còn là hiện thân của sự tàn độc và lạnh lùng đến mất nhân tính. Hành vi đầu độc hai đứa trẻ vô tội vì mâu thuẫn cá nhân đã lột tả rõ nét sự thù hận, ích kỷ và vô cảm trong con người cô ta. Những hành động này không chỉ gây ra nỗi đau đớn cho gia đình mà còn là lời cảnh tỉnh về sự tàn ác tiềm ẩn trong con người. Khi sự thù hận và ích kỷ lấn át toàn bộ lý trí và tình cảm, sự trừng phạt nghiêm khắc đối với Bích là điều cần thiết để bảo vệ công lý và ngăn chặn những hành vi tương tự trong tương lai. Thoát khỏi bàn tay tử thần. Sáng mùng 8 tháng 7, trao đổi với báo Người Lao Động, bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, khoa nội tim mạch, lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sau thời gian điều trị tích cực, sức khỏe bệnh nhân NHBT, 18 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, bị ngộ độc cyanua đã hồi phục ngoạn mục. Cụ thể, sau khi được lọc máu và lọc chất độc, bệnh nhân qua cơn nguy kịch, hiện tỉnh táo, có thể đi lại. Tuy nhiên, vì chất độc có ảnh hưởng đến não, gây yếu liệt cơ, nên sau khi xuất viện, bệnh nhân cần tiếp tục vật lý trị liệu để hồi phục cơ, đồng thời cần được kê thuốc nâng đỡ thể trạng. Bác sĩ Khoa thông tin, thông thường với trường hợp ngộ độc cyanua, bệnh nhân sẽ bị chết não, thậm chí sống thực vật và nằm một chỗ. Riêng bệnh nhân T may mắn hồi phục và qua cơn nguy kịch nhanh. Trước đó, bác sĩ Nguyễn Phạm Cao Khoa, khoa nội tim mạch, lão học, Bệnh viện Lê Văn Thịnh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngày 22 tháng 6, bệnh nhân NHPT, 18 tuổi, ngụ huyện Nhân Trạch, tỉnh Đồng Nai, được gia đình đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng hôn mê, bất tỉnh đột ngột. Ngay sau đó, bệnh nhân được đặt nội khí quản thở máy để bảo vệ đường thở. Diễn tiến tụt huyết áp nên được sử dụng thuốc vận mạch. Do bệnh nhân còn trẻ, đột ngột rối loạn tri giác, hôn mê, nên các bác sĩ nhận định ban đầu có thể rối loạn nhịp tim do viêm cơ tim cấp, rối loạn nhịp liên quan yếu tố gia đình. Tuy nhiên, khi khai thác thông tin bệnh sử từ gia đình cung cấp thì không liên quan đến bác sĩ nghi ngờ nhiễm độc chất. Vì khi nhập viện, bệnh nhân bị toan lactate mức độ nặng nên được lấy dịch dạ dày xét nghiệm độc chất.
Tình trạng của bệnh nhân rất nặng, dù đã tính phương án chuyển lên tuyến trên, nhưng nguy cơ tử vong trên đường vận chuyển rất cao. Vì vậy, sau khi hội chẩn với các bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh viện đã quyết định điều trị tại chỗ. Bác sĩ khoa nói và cho biết, ngay sau đó bệnh nhân được lọc máu, hấp phụ khẩn cấp liên tục trong vòng 12 đến 14 giờ để loại bỏ chất độc. Đến sáng ngày 23 tháng 6, tình trạng của bệnh nhân tương đối cải thiện, được giảm thuốc vận mạch, toàn chuyển hóa giảm, đồng tử bắt đầu co lại. Lúc này, kết quả xét nghiệm dịch dạ dày cho thấy bệnh nhân ngộ độc cyanua chưa rõ nguồn gốc. Sau quá trình cấp cứu, bệnh nhân đã ngưng thở, tỉnh táo, nhận biết được người nhà nhưng sức cơ rất yếu, chưa tự sinh hoạt. Người bệnh đang tiếp tục được theo dõi do hình ảnh, học cho thấy có tổn thương rải rác vùng vỏ não. Theo bác sĩ khoa, cyanua là chất độc cấp tính, nếu bị nhiễm qua đường tiêu hóa thì hấp thụ vào máu rất nhanh, có thể tử vong ngay. Hiện các bệnh viện lớn của thành phố Hồ Chí Minh đều không có thuốc giải độc cyanua đặc hiệu. Bệnh viện Lê Văn Thịnh phải sử dụng thuốc thay thế có hiệu quả yếu hơn. Bác sĩ chuyên khoa 2 Kiều Ngọc Minh, phó giám đốc bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, sau hơn 20 năm làm nghề, lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận điều trị bệnh nhân bị ngộ độc cyanua. Cyanua là chất độc cực mạnh, nhiễm độc cyanua rất cấp tính. Bệnh nhân sẽ chết sau vài giây hoặc vài phút nhiễm độc với liều lượng từ 50 đến 150mg. Chất độc này khi vào cơ thể sẽ hấp thụ vào máu rất nhanh, ảnh hưởng trực tiếp đến hệ tiêu hóa, thần kinh, hô hấp. Với nồng độ rất nhỏ dưới ngưỡng 50mg, cyanua có thể gây tàn phế vĩnh viễn hoặc người bệnh có vấn đề về thần kinh, tiêu hóa, tuần hoàn, không thể chữa khỏi. Bác sĩ Minh thông tin, theo các bác sĩ, trong tự nhiên, chất độc cyanua có thể có trong củ sắn, khoai mì, măng tươi chưa nấu chín. Đáng chú ý đây không phải là sự việc hy hữu, trước đó đã có nhiều vụ việc thương tâm đầu độc bằng cyanua để lại hậu quả nặng nề. Luật sư Trần Minh Hùng, trưởng văn phòng luật sư gia đình, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay pháp luật quy định về việc kinh doanh hóa chất cyanua rất khắt khe, tuy nhiên việc mua bán hóa chất vẫn diễn ra tại các chợ ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung chưa được kiểm soát chặt chẽ, thậm chí ngay cả người bán, người mua chưa đủ điều kiện mua bán hóa chất vẫn có thể sử dụng. Bằng chứng là thời gian gần đây đã xảy ra tình trạng bị đầu độc bằng các hóa chất, trong đó có cyanua gây ra chết người. Luật sư Hùng cho biết, kinh doanh hóa chất cyanua là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện rất khắt khe. Cá nhân tổ chức muốn kinh doanh hóa chất độc hại này phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh như đảm bảo an toàn trong kinh doanh hóa chất, yêu cầu về cơ sở vật chất, kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh hóa chất phải phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất, phải có cơ sở vật chất, kỹ thuật, năng lực chuyên môn đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật áp dụng đối với sản xuất kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất. Kinh doanh có điều kiện, có giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất. Theo luật sư Hùng, việc mua bán hóa chất độc cần có phiếu kiểm soát với sự xác nhận của cả bên mua và bên bán để làm cơ sở kiểm soát hóa chất độc lưu thông trên thị trường. Tuy nhiên, người bán không thể kiểm soát được mục đích sử dụng của người mua và người sử dụng hóa chất độc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về mục đích sử dụng của mình. Luật sư Hùng thông tin, việc vi phạm trong mua bán kinh doanh hóa chất không những bị phạt hành chính, mà tùy trường hợp còn có thể bị xử phạt hình sự, căn cứ vào Điều 311 Bộ Luật Hình sự 2015, quy định người nào sản xuất, tàn trữ, vận chuyển, sử dụng mua bán trái phép, chất cháy, chất độc thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của một người, với tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của hai người trở lên, mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của người này từ 31 đến 60%. Đối với việc mua bán sử dụng cyanua, Điều 312 Bộ Luật Hình sự 2015 quy định, phạt tù từ 1 năm đến 5 năm nếu làm chết một người hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe một người với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, phạt tù từ 5 năm đến 10 năm nếu làm chết 2 người, phạt tù từ 10 năm đến 15 năm nếu làm chết 3 người trở lên. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Cảm ơn sự đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những chương trình sau.